Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay tiếp tục màn đánh pháo. Đã cả mấy ngày là mình không ra clip đi đét hay đi đánh gì ai rồi, nên hôm nay quay lại cho mọi người xem. Thì có thể là mình sẽ đăng trễ, vậy dạo này mình bận quá, mình không có thời gian sửa clip. Mình phải cắt ra chứ nó dài, nếu mà nó dài quá làm sao mà đi đăng được các bạn. Nó dài quá mất thời gian các bạn xem, thì mình sẽ cắt lại một số đoạn không cần thiết, hoặc là mình sẽ để những đoạn đánh, đoạn đét thôi. Tại vì đánh pháo đài nó quá là dài. Lần trước mình có đăng một đoạn thì nó thấy mình thấy nó dài quá, các bạn xem nhé. Mình sẽ đây, ban này là mới di trú qua ban ca mình luôn. Ngày thường bình yên và bây giờ nó qua rồi, ban nó cực mạnh luôn. Bọn nước ngoài thì cực kỳ mạnh rồi, khỏi nói là chuyện này thì ai mà chả biết. Trận này có thể là ban mình sẽ không thể nào mà cầm được lâu, không biết là cầm nổi không. Nó đánh thế này này các bạn. Đấy, nó quánh mà thiệt hại nó không có như bao nhiêu luôn á. Đấy, giờ 47k rác rồi. Mình đã vô 150k lính, mỗi loại như 50k. Đây các bạn có thể xem là chiến báo nè, nó có T5 nữa, nó đầu tư T5 nữa các bạn. Bên mình không có nhiều T5, chỉ có khoảng ha một vài người có ha, hay nên là mình có số lượng khá là ít T5. Trội như nó thì khá là không ổn thiệt tình luôn á. Đây, ban này nó mới di trú qua cùng với một ban Anh với ban Trung, hai ban, nhưng mà thấy đánh ban này nó gộp quá vậy các bạn, có thể nó quen biết. Đau lòng xót dạ. Đây, mình sẽ cắt che lại những cái phần mà mình vô lính nha, để không có, để các bạn có thể là thay lính của mình. Thì các bạn nói là của mình cùi, kênh mình nhỏ mà lại che lính lại, thì mình xin trả lời con nói đó, có bình luận đó luôn á, cũng như đã có nhiều người bình luận luôn là xin lỗi là mình chưa có mua bảo hiểm các bạn. Thực tình là không có, mình ăn hạt mình là chay, nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn nói là bây giờ là hạt mình nhỏ thì mà che đính, để thật ra là có nhiều người ở trong ca này cũng đã có xem kênh của mình, chứ không phải là riêng gì các kênh khác hoặc là các bạn khác đã xem. Nhưng mà thiệt tình, nếu mà không che lính lại, có thể là mình không muốn đổi tên các bạn. Các bạn nói là đổi tên thì có thể người ta không biết, nhưng mà chắc chắn các bạn nói là người ta không biết không ạ? Không phải là không biết nha các bạn, chỉ cần nhìn cái thông số đồ khi mà các bạn đi đét là người ta có thể nhận ra bạn ngay. Vì việc là đó là không tránh khỏi nhiều, bởi vì nhiều YouTuber là có thể nói là đổi đồ, còn có nhiều người ta quá mạnh rồi, người ta mạnh rồi thì người ta không cần phải sợ về cái điều đó. Còn mình thì hạt mình không được lớn, chưa mua bảo hiểm các bạn. Các bạn nói là không giấu lính, che lính này làm cái gì? Đó, rồi tôi cháy rồi, các bạn có chịu trách nhiệm không? Đó, thì tình là xin lỗi luôn, xin lỗi việc này, chứ mình không thể là mình không che lại được. Đó, khá là phiền phức. Lúc trước đó là mình có là không che đấy các bạn, nhưng mà mình đi đét đó là mấy ông đó là không biết luôn á. Mình nói thiệt là mấy ông đó biết luôn á, biết mình đét chặn bộ luôn á. Mấy ông đỏ đâm kỹ liên tục là mình đỡ không kịp luôn á. Khúc đầu là ông đâm cho ngay chặn mình luôn, nhưng mà chặn sau là ông đâm liên tục luôn, thậm chí là hai hạt. Hiện tại là hạt này là hạt lớn nhất của mình, và mình còn một hạt nữa là cũng tầm sánh ngang với hạt này, nhưng mà mình quay là đã biết lính, mình cháy à, mình bị đánh cháy. Thì các bạn nói là tại sao là mình không để cho biết lính, tại vì mình rút kinh nghiệm mà. Các bạn nói là tại vì hàng mình không lớn thì làm sao mà có thể mà gỡ ra đổi tên. Mình đã đổi tên luôn các bạn, chứ không phải là không đổi tên, nhưng mà tới bây giờ là trong tất cả các clip hiện tại, cái clip hạt đó là làm clip đầu tiên trong cái kênh này luôn đó. Kênh của mình là đó là clip đầu tiên luôn á, nhưng mà sau cái clip đó xong á là mình bị đánh là văng hạt luôn các bạn.
Không thấy kênh nào mà đỡ kịp với một đống người mà mình đỡ không kịp luôn á. Mình tức quá mình gỡ cái clip đó bỏ luôn. Các bạn nói là mình không gỡ. Kêu là mình che, không che lính, mình đổi tên thì các bạn nghĩ là nếu mà mình không mình để lính ra ngoài thì có mình cần gì đi chống thám các bạn. Tại kênh mình coi cũng nhiều nè, mình cần gì đi chống thám. Nếu mà mình có đủ khả năng, mình nói thiệt là mình nếu mà mình đủ khả năng mình dead rally nha. Ờ mình dám nha. Mình dám chơi, mình dám gỡ ra luôn. Nhưng hiện tại là chưa được. Cũng là hạt mình con nhỏ này nè, mình kênh khá là nhỏ mà mình kêu các bạn gỡ ra thì khó khăn cho mình. Còn pháo đài bước vào thì bảo vệ nè. Ban này nó khá là gắt rồi, hiện tại là nhiều ban việc là bị thủng với nó rồi nè. Khá là khó, có chắc có thể là BNE nó sẽ ăn. Mình không biết. Đâu mà nó di trú ra, dạo này thì có lần đánh pháo trước thì mình cũng không có quay lại vì toàn là Việt Nam không à. Băng Nga bữa trước á, cái clip mà mình đang đi đánh pháo đó thì còn băng Nga, nhưng mà sau trận đó thì tụi nó cũng đi luôn. Đây một phát sắp tới nè các bạn. Mình chạy chay T4 mà ha, chết là gác lắm luôn. Trời. Gác cực kỳ gác luôn. Đây thua nữa, trời. Kinh khủng, chết kìa, kinh khủng. Cũng tỏi một đống luôn, còn 72, 71 cân hơn nè. Đây bảy mấy mình nó vô 200 ca lính này. Vô 200 ca lính. Trời ơi nó gác ruột các cậu à. Thiệt tình là không chịu nổi luôn. Đây nó chơi đầu tư T4 ghê luôn các bạn. Đấy. T5 nè. T5 hay không các bạn ha. Mình sẽ cho các bạn coi là trận chiến là nó đánh này. Để nó ác ồn luôn thì chứ thấy là nó mạnh. Tướng nó là toàn là tướng nạp không nha. Tướng nạp toàn bộ luôn nè, các bạn thấy là nãy chưa tới đụng vô nữa là lính bên mình nó tuột nhảy khí rồi. Sợ quay quên quay. Khó hiểu cho cái bang này. Đây tướng nó đã full rồi hết nha các bạn. Nó full 5 bét luôn nè, 5 bét luôn. ATK bên mình yếu hơn. Nó có thằng khai nó 900 mấy mà đồ nó cao cực kỳ luôn. Nhảy khí bên mình tụt cực nhanh luôn, nhanh hơn bên nó nhiều. Nó bét ra full này. Rồi thêm sư điểu nữa này. Đó. Các bạn xem. Bét ra cực nhanh luôn các bạn. Nó có thỏ nữa này. Editing này. Đấy editing này. Sư điểu đó, ba con nãy giờ mình thấy ba con gì đó. Nó đem thêm mấy con rồi các bạn? 5 con. Thấy các bạn tre tua. ATK nó cao quá, bên mình tụt 70 nó còn 30 đậu xanh. Bên mình nó nhầm. Bên mình còn 3 nó còn 7. Đây thiệt tình cực kỳ hết rồi, hết bộ rồi, hết bộ rồi. Tối đa thì nó chỉ ra được 9 lần nha. Đấy. Tối đa thì mỗi con bét như án đầy tinh với giấc ngọc với này kia thì nó chỉ ra được khoảng tối đa là 9 lần. Tại vì một trừ 10% nó mới ra một lần. Nhưng mà 90% là quá đáng. Tại vì không bao giờ chết 100% thì nó ra làm gì nữa các bạn. Nghịch lý, nếu mà ra là nghịch lý. Một tin nó rally tiếp nữa. Rally tiếp nữa kìa. Bên mình Bộ kỵ nha. Mình vô lính bộ kỵ. Nó khá là lu bu rồi. Mình đã vô lính. Đấy khai nó nè các bạn. Có 900 mấy thôi mà nhà nó kìa. Khá là nhìn được rau, thấy nó sót, nó đâm một cái là sót. Nãy giờ nó đâm cũng mệt nữa các bạn. Trận này không biết nãy giữ được pháo. Dự định ban đầu của ban mình là chiếm 3 pháo đất xếp.
chiếm 3 pháo trước xếp rồi. Với căn cứ này kia chắc bên mình sẽ cũng sẽ chiếm căn cứ, tại vì bên quên nó cũng WAZGN. Bây giờ thế là thấy tình hình không ổn, mà chắc có thể là không đánh được lâu các bạn. Có thể là tình hình là sẽ rút sớm, sợ là băng mình sẽ rút ấy. Thiệt tình là mình rất là sót về việc mà T4 ngã xuống à. Hàng mình khá là nhỏ này, T4 ngã xuống này khá là sót, thiệt tình là sót cực kỳ. Đấy, thêm một đã hô ăn nữa, thua nữa. Nghe này chứ, từ từ, bét đó kìa. Nhưng mà kiểu như Hà là các bạn có thể là nói là các bạn đi dead. Nhưng mình thì mình nói là dead rồi chết chàng bệnh xá, tại bệnh xá có 8 mấy ca này, các bạn thấy bệnh xá có 8 mấy ca này. Dead thiếu quận như gỗ. Thà các bạn dead rồi văng ra ngoài rồi chết. Thôi thà thì mình để vô cho ban đi vô lính cho khay đánh này dễ hơn. Tiếp tục nè, tuyên chiến đánh tới căn cứ luôn các bạn ơi. Mình đang thảm này, tụt khá là nhiều, thì có thể là mình sẽ không vào lính nữa. Ban mình đang có tình hình là chuẩn bị rút luôn, vừa có thông báo là chuẩn bị rút luôn. Hơi đau rồi, nó chiếm gần hết rồi các bạn. Có thể là chừa lại cho các ban diệt khác đánh, nhưng mà mình cũng dù ban mình có đánh tiếp thì mình chắc cũng sẽ rút, tại vì hiện tại là T4 mình gần hết rồi các bạn. Khá là đau rồi, tụt không có nhiều được chiến, nhưng mà tạm tụt T4 không bạn, không có lẽ một con T2, không có một chết một con T2. Mình đánh nữa tiếp viện, đánh nữa không, tình hình là sẽ hủy, tại vì mấy anh nói là mới là đánh sẽ hủy nha. Lính thà chết trên chiến trường chứ không chết trên giường. Bây giờ bệnh xá nha các bạn, không qua bệnh xá là không được nha, à là chết trên chiến trường. Bạn nào đồng ý kiến của mình thì cho mình một like các bạn, đừng có ra tại không biết ca này sao mà nó không rally những hàng nhỏ nhỏ này, những hàng như Hayumi này. Hayumi này là bữa hổm đi Death này, mình có làm clip em trai Death kèm solo rally đấy. Đây, hiện tại là mình cũng ngạc, mình cũng ngang với hàng đó thôi, lính cũng ngang. Bây giờ Hayumi cũng quay lại lính khá là nhiều rồi, ép lại cũng được mớ. Từ từ bét nó kìa, full trăm rưỡi này không biết sơ sơ nhẹ nhàng tình cảm đậu xanh sư tử tới năm bé này các bạn, bé là hắc long nè, nó toàn là bét nạp, tướng cũng nạp luôn nó. Thôi em xin về. Trời, thấy không các bạn, có 900 mấy đây các bạn. Nó đánh nữa kìa các bạn. À nó có 900 mấy đó mà nó chơi gì đó. Rút nè các bạn, mình rút rồi. Rút về bớt rồi. Có thể nói là cực kỳ khó khăn. Mình sẽ cắt clip này bớt nha các bạn, những đoạn nào không cần thiết thì mình sẽ cắt bỏ, để không phí phạm thời gian các bạn xem. Nếu mà clip quá dài thì không hay, mình sẽ cắt bớt. Thôi biết khá rồi, nó tôi chưa chân bé nó ra cả các bạn. Người khổng lồ phi nữ này, trời kinh điển thỏ. Phải nói là bên mình này, bên mình có này đó, nó ra vest của nó nè, vest của nó nè. Đau lòng, những thứ bên mình tụt nhanh luôn các bạn. Đời năm nó quá nhiều, bét nó cao, ATK nó đồ nó cao rồi. Mình không biết là nó có cảm đá cao không. Kiểu như không phải là đá ATK, nó có thể là đá nạp các bạn, đá nạp. Mấy cái gì đá nạp hoặc là đá kỳ quan, mình không biết mấy cái loại đá đó thì mình không cần. Tại vì mình không có, chứ mình không có để ý. Nhìn mà thấy nó sót các bạn. Nhảy khí cũng ngang ngang gần hơn một chút các bạn, khoảng 20 mười mấy phần trăm, 19%. Chặng này không thua thảm đó nè.
Và clip của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký và bình luận về video giúp mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ, giúp mình sớm đạt được 1k sub các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.